Mình đã làm xong hàng thứ 11. Bây giờ mình bắt đầu móc đến hàng thứ 12. Hàng thứ đầu 12 thì mình cũng vẫn là hai mũi trượt đầu tiên để dời mũi vào phần chính giữa này. Rồi, lên 3 bính. Móc mũi kép. Lên 1 bính. Rồi, bây giờ lại tiếp hai mũi kép vào đây. Một, hai, lên 1 bính. Rồi, mình móc vào đây. Mình móc vào cái thanh này hai mũi kép cùng chân. Lên 1 bính. Rồi tiếp hai mũi kép cùng chân luôn. Tới đây mình lên 1 bính. Rồi bây giờ mình móc vào đây hai mũi kép cùng chân. Lên 1 bính. Tiếp hai mũi kép cùng chân nữa. Rồi, lên 1 bính. Móc vào đây. Hai mũi kép cùng chân. Lên 1 bính. Hai mũi kép cùng chân nữa. Lên 1 bính. Đó. Rồi, móc vào đây. Bên dưới mình móc sao thì bên trên mình móc y như vậy. Lên 1 bính. Hai kép nữa. Rồi, lên 1 bính. Tới phần này vẫn là mũi đầu tiên bỏ, móc vào mũi thứ hai. Lên 1 bính. Rồi, móc vào đây. Bên dưới móc sao thì bên trên mình móc y như vậy. Rồi, bây giờ tới cái phần chính giữa này. Mình sẽ móc y như là phần chính giữa hồi nãy mình đã móc. Mình đã làm xong hàng thứ 12. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ 13. Vẫn là hai mũi trượt. Trượt qua một lần. Rồi. Móc vào đây. Trượt qua một lần nữa. Bây giờ mình lên 3 mũi bính. Móc mũi kép xuống đây. Rồi lên 1 bính. Tiếp 2 mũi kép. Lên 1 bính. Hai mũi kép cùng chân vào đây. Lên 1 bính. Rồi.
Bây giờ tới cái phần chính giữa này. Tới phần chính giữa này mình sẽ móc lặp lại. Móc lặp lại hàng này. Mình sẽ móc 2 4 6 8 mũi kép. Tới đây mình lên một bính đã. Hai mũi kép, cắt một bính, rồi lại hai mũi kép. Cắt một bính. Rồi lại hai mũi kép tiếp. Cắt một bính nữa. Rồi lại hai mũi kép nữa. Mình có tất cả là 8 mũi kép. Cứ hai mũi mình lên một bính, hai mũi lên một bính. Rồi bây giờ mình lên một bính. Móc xuống đây. Móc giống như là những cái hàng bên dưới. Lên một bính. Rồi lên một bính nữa. Thế đây. Bên dưới móc sao thì bên trên mình sẽ móc y chang như vậy. Rồi lên một bính tới phần này. Mũi đầu tiên mình vẫn bỏ, mình móc vào mũi thứ hai. Lên một bính. Rồi móc vào đây, bên dưới móc sao thì bên trên móc y như vậy. Rồi tới cái phần chính giữa này. Cái phần chính giữa này mình sẽ móc y chang như cái phần đầu tiên mà mình đã móc rồi. Đó. Mình sẽ móc y chang như phần này. Mình đã làm xong hàng thứ 13. Mình móc lên hàng thứ 14. Một mũi trượt qua. Thêm một mũi trượt nữa vào đây. Rồi bây giờ mình lên 3 bính. Móc mũi kép. Lên một bính, rồi hai mũi kép cùng chân vào đây. Lên một bính. Rồi tới phần này, hàng dưới mình móc như thế nào thì hàng trên mình móc như vậy. Lên một bính. Rồi tới đây mình sẽ móc hai mũi kép cùng chân vào đây. Lên một bính. Rồi tiếp hai mũi kép cùng chân vào đây. Rồi bây giờ
Tới đây, hai mũi kép cùng chân. Lên một bính. Tới hai mũi kép cùng chân. Rồi bây giờ hai mũi kép cùng chân vào đây. Lên một bính. Rồi lại tới hai mũi kép. Lên một bính. Đó, mình đã được một cái hình như vậy. Rồi bây giờ tới đây, bên dưới mình móc như thế nào thì bên trên mình móc y như vậy. Lên một bính. Rồi tới hàng này. Lên một bính. Tới đây cũng vậy. Bỏ mũi đầu tiên mình móc vào cái mũi thứ hai, một mũi kép. Rồi. Lên một bính. Tới phần này. Lên một bính. Rồi. Những cái phần còn lại ở đây mình sẽ móc y chang như là cái hoa mà mình đã móc từ ban đầu. Mình sẽ móc giống như cái hàng này. Và mình cứ móc tiếp tục cho tới khi hết vòng. Mình đã làm xong hàng thứ 14. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ 15. Vẫn là hai mũi trượt đầu tiên. Móc lên trượt qua một lần. Lần thứ hai móc vào đây. Trượt qua rồi lên ba bính. Rồi mình vẫn móc y như là những cái mũi bên dưới đây. Rồi lên một bính. Tới phần này, bên dưới đây, mình móc y như là những hàng bên dưới. Rồi, lên một bính. Bắt đầu mình móc vào đây. Hai mũi kép cùng một chân. Lên một bính. Tiếp hai mũi kép cùng chân. Bây giờ mình lên thêm một bính nữa. Rồi, móc vào cái phần chính giữa này. Hai mũi kép cùng chân. Lên một bính. Lại hai mũi kép cùng chân nữa. Lên một bính. Rồi móc vào đây. Hai mũi kép cùng chân.
Rồi, 20 kép cùng chân cuối cùng. Rồi, lên một bính. Tép. Móc vào đây. Bên dưới mình đã móc như thế nào thì bên trên mình móc y như vậy. Mình móc hai mũi kép cùng chân vào đây, rồi lên một bính, tiếp hai mũi kép cùng chân, lên một bính. Rồi tới phần này mình chỉ móc một mũi kép thôi, tiếp lên một bính, hai mũi kép cùng chân vào đây. Lên một bính. Và tới hai mũi kép cùng một chân nữa vào đây. Lên một bính. Rồi. Những cái phần này mình sẽ móc y chang như là cái phần đầu tiên mà mình đã móc. Mình sẽ móc y như phần này. Mình sẽ móc chủ yếu là những mũi đơn. Rồi bây giờ mình sẽ móc vào mũi kế bên. Móc lên, trượt chỉ qua một mũi đơn, rồi móc vào đây, một mũi đơn, lên thêm 3 mũi bính, rồi mình sẽ trượt kim xuống như đây, đó, móc kim xuống như đây, móc chỉ lên, rồi móc qua một mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc vào chân này luôn. Một mũi đơn. Rồi. Móc vào đây. Hai mũi đơn. Phần này mình sẽ không móc mà mình sẽ móc vào mũi mũi đầu tiên bỏ nè, mũi thứ hai. Một mũi đơn. Rồi. Vào đây. Hai mũi đơn. Lên 3 mũi bính. Móc ngược lại đây. Rồi, móc qua. Tiếp tục móc xuống đây. Một mũi đơn. Rồi, vào chân này. Một mũi đơn. Rồi. Mũi đầu tiên mình bỏ, móc qua mũi thứ hai, một mũi đơn, phần chính giữa, một mũi đơn, rồi lên 3 bính, tiếp lòn kim vào cái phần thân này, móc chỉ lên, rồi trượt qua, móc tiếp xuống phần thân này, một mũi đơn, rồi hai mũi đơn. Rồi cứ làm lần lượt như vậy, mũi đầu tiên bỏ, mũi thứ hai móc vô một mũi đơn vào phần thân chính giữa, một mũi đơn, rồi lại lên 3 bính, rồi lòn kim vào phần thân này, kéo chỉ qua, rồi trượt qua, tiếp móc vào đây một mũi đơn, rồi kế bên một mũi nữa. Mình cứ lần lượt móc cho tới khi hết cái vòng tròn này luôn.
mình được những cái hình chóp nhọn như vậy nè. Đó, mình đã được cái hình như vậy. Rồi, bây giờ mình tới cái phần chiếc lá ở chính giữa này. Cái phần chiếc lá chính giữa này thì mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Và đây một mũi đơn tiếp. Rồi. Mũi đầu tiên mình vẫn bỏ, mình móc vào mũi thứ hai. Tới phần giữa thân này. Rồi bây giờ lại lên 3 mũi bính. Luồn kim vào phần thân giữa. Móc lên rồi trượt chỉ qua. Tiếp tục móc vào thân này một mũi đơn. Thêm mũi đơn kế bên. Rồi, mũi đầu tiên bỏ móc vào mũi thứ hai. Mình đã làm xong cái phần đường viền rồi. Bây giờ kết thúc, mình sẽ móc vào mũi bính đầu tiên, trượt chỉ qua là xong. Rồi bây giờ để cho cái mối chỉ này chắc chắn hơn và không bị dột ra ngoài thì mình sẽ chia mối chỉ này ra làm hai. Mình chia cái mối chỉ này ra làm hai. Đó, mình chia ra làm hai phần. Rồi, mình móc cho mình móc một phần xuống dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ cột hai phần này lại cho chắc để bảo đảm là mối chỉ của mình nó sẽ không bị dột ra. Rồi, tới đây là mình cắt chỉ. Mình đã hoàn thành xong một chiếc áo choàng. Bây giờ mình sẽ làm một sợi dây để luồn xuống đây. Mình móc một sợi dây như vậy để luồn áo. Và sợi dây này mình đã hướng dẫn trong những video lần trước. Nếu như bạn chưa xem thì bạn hãy xem lại những video lần trước mình đã hướng dẫn rồi. Hoặc là bạn bấm vào cái đường link mà mình để trong cái phần mô tả bên dưới. Mình có để đường link hướng dẫn móc sợi dây này rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ luồn qua. Mình luồn vào đây. Rồi, luồn lên. Tiếp. Luồn qua đây. Rồi luồn lên. Luồn xuống dưới đây. Luồn lên. Đây mình sẽ cột lại.
là mình đã làm xong một chiếc áo choàng rồi. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn xem video hướng dẫn của mình nếu thấy hay và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng xem. Bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký theo dõi để được nhận những video mới nhất của mình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn trong những video hướng dẫn lần sau. Bye bye.